chất là mùa xuân này của ca phù của chi nhánh Phan Đăng Lưu và chi nhánh Hoàng Hoa Thắm thuộc hệ thống của công ty Vạn An Thắt. Trong trận đấu này thì cao thủ Phan Đăng Lưu sẽ thi đấu với trang phục sắc vàng cam với một chân giữ cũng thành ở phía cánh trái trước màn nhóm quý vị các bạn, và cao thủ Hoàng Hoa Thắm sẽ thi đấu với trang phục sắc đỏ đen và chân giữ cũng thành ở phía cánh phải. Như vậy là trọng tài cũng đã thổi còi hiệp một của trận cầu tranh hạng 34 được bắt đầu khi mở bình luận với một đội bóng quá nhiều xếp như thế này. Cơ hội không vào, những tình huống dứt điểm liên tục. Cú thành của cao thủ chi nhánh Phan Đăng Lưu. Vị trí phòng ngự. Đó, lấy bóng cho cao thủ của Á Vàng Cam. Đánh đầu không vào. Cú chuyền bóng rất tốt và đó là tình huống dứt điểm đánh đầu của số 6 xếp bài. Rõ ràng là con đường Phan Đăng Lưu nó mang đến nhiều ống xếp. Nhưng vừa rồi xếp hải đã để bóng ra ngoài. Bóng tốt, sút bóng đi quá cao. Đó là phạt dứt điểm dành cho số 7 xếp dọc. Những tình huống đi bóng khá tốt, rất nguy hiểm. Đây là cơ hội dành cho số 5 xếp tình. Tuy nhiên bóng ngoài đi chạy cùng thành. Mất bóng ở phần sân nhà. Dọc bên trái, khoảng trống rồi. Bóng đã vào lưới. Nhưng tuy nhiên trọng tài lại không công nhận tình huống vừa rồi. Hoa Thắm cũng thường xuyên để mất bóng. Đáng tiếc như vừa rồi. Quá người hay. Bóng đã chạm tay. Tình huống để bóng chạm tay quá rõ ràng. Cú đá rất căng. Đẩy cao nhịp độ. Rất nhịp nha, không vào. Sẽ có tình huống. Đang thi đấu ở trên sân rồi thì không biết còn xếp nào ở ngoài để treo giải không. Tôi Phạm Bảo Giang chính xác. Sẽ chân giữ cú thành ở hành lang phía cánh phải. Và hy vọng là hiệp 2 này họ sẽ có những bàn thắng nguy hiểm. Vào rồi! 1-0. Bàn thắng đến rất sớm ở đấu thứ hai này. Đó là pha đá bàn dành cho cầu thủ áo số 12 Sebrot để mở tỷ số cho trận cầu tranh hạng 34. Quá tuyệt vời, nó cần phải đến hiệp đấu thứ hai thì cao thủ Phan Đăng Lưu mới mở tỷ số cho trận đấu này. Thoải mái hơn, dễ dàng hơn cho cao thủ của Phan Đăng Lưu. Vừa rồi tiếp tục là tình huống dứt điểm nữa đến từ cầu thủ vừa mở tỷ số. Kết quả là phản gián tiếp cho cao thủ và cá nguyệt. Tiếp tục là có bàn thắng hay không? Không vào. Lần này thì bóng đá được phá ra. Thì đó là một tình huống mà mạnh lưới của cao thủ Hoàng Hoa Thắm tiếp tục đặt ở trong tình huống báo động. Bóng đã khẽ chạm vào cầu dọc và bật ra ngoài. Sút rất căng và đó là bàn thắng thứ hai. Và là bàn đến bất ngờ. Hàng rào của cao thủ Hoàng Hoa Thắm vừa rồi đã để lỗ hổng quá lớn.
Và khi có ba khoảng trống như vậy thì người ghi bàn đó là Sigon. Hai không rồi, đây là Đức Vũ. Cơ hội đây rồi, lừa qua thủ môn cũng thấy trống rất cốt, nhưng bóng lại tìm đến cô dọc. Rất đáng tiếc dành cho số 8 của Cao Thủ Hoa Lắm. Suýt chút nữa thì đó là một pha làm bàn đẹp rất nguy hiểm. Bàn thắng đến nữa rồi, nó dành cho cầu thủ báo số 7, đó là Sigon. Ngay cả tình huống vừa rồi vẫn chưa thể có bàn thắng cho một loạt những pha bóng lẩn bẩn trước khung thành của cầu thủ áo vàng cam. Đấy rồi, rất chống chảy và có thời gian để sửa bóng. Tất nhiên rồi, đó là bàn thắng thứ tư. Lại là cú đúp. Lần này nó dành cho cầu thủ áo số 12 trên rồi. Trọng tài đang có những xem xét. Như vậy là tình huống vừa rồi không có bàn thắng cho xếp đôi, mà đó là một tình huống mà bóng đi từ ngoài vào. Lưới đã đủ khoảng trống để bóng có thể lọt qua. Hay nói cách khác thì lưới bị đất. Hữu Vinh xuống rất căng và tỷ số được rút ngắn còn 1-4. Có được bàn thắng để giúp cán thế xuống. Lượng thời gian còn lại có đủ để cho có thể. Hai bốn rồi. Lần này nó dành cho số 14. Phạm Đức Phú là người đã giúp quan ngắn khoảng cách nữa. Hai bàn thắng đến liên tiếp cho Hoa Thắm. Rất gần 5-2. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay.